Không có tiền, nam thiếu niên đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang. Đơn vị công an huyện Sơn Dương, tuyên quang vừa nhận được thư cảm ơn của cháu Phượng Mai Dương. Trong thư, cháu Dương cho biết, từ tháng 2 năm 2023, cháu đi làm thuê ở Hà Nội, nhưng do công việc nặng nhọc, cháu nghỉ việc và không được chủ trả tiền lương nên quyết định về quê. Do không có tiền đi xe khách về nhà, cháu Dương đã đi bộ và đã gặp được cán bộ công an xã Sơn Nam phát hiện và giúp đỡ. Sau khi cho cháu Dương ăn ngủ để lấy lại sức, các cán bộ chiến sĩ công an xã Sơn Nam đã đón xe khách cho cháu, đồng thời trả tiền xe và cho tiền để Dương trở về quê. Cảm kích trước sự nhiệt tình, chu đáo, tận tâm, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, cháu Phượng Mai Dương đã viết bức thư gửi tới công an huyện Sơn Dương để cảm ơn. Một vài chia sẻ được để lại: cuộc đời này có nhân quả, người độc ác sống khốn nạn sẽ gặp quả báo, cố lên nhé cậu bé, nét chữ đẹp quá, cháu bé rất ngoan, mong cơ quan chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ cháu nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video của chúng tôi. Đừng quên like, đăng ký và theo dõi kênh Fit để cập nhật tin tức.